bạn thân mến, ăn uống luôn là một trong những món rất khoái khẩu của Nguyên Khang. Người ta bảo là ăn để sống, nhưng slogan của Nguyên Khang là sống để ăn. Chúng ta sẽ cùng khám phá những địa chỉ quán ăn ngon, nhưng mà quan trọng hơn hết là những người đang hoạt động nghệ thuật, họ mở nhà hàng, họ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của họ. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Quán Lạ Thành Quen, và theo chân Nguyên Khang khám phá một nhà hàng của một nghệ sĩ ngày hôm nay nhé. Sợ thì mình nói nó giống như soạn kịch bản trong đầu vậy, nhưng mà thôi không sao. Tại Khang nghĩ là Khang cũng đang ngồi ở Đặng Văn Bi mà cái địa chỉ nó cũng gần. Bây giờ mình sẽ đi bộ tới để nhận cái chương trình khuyến mại tại quán. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhé. Tàu mì bò sốt cay. Ôi là la, xem ai tới nè. Trời ơi, cái giọng nghe quen quá. Trời quá ơi. Quá là em à? Em là ai? Em là cái cô mà nói chuyện điện thoại hồi nãy với anh qua điện thoại đó hả? Thì đó, em thấy số điện thoại là em biết ngay là anh Nguyên Khang. Rồi, chúng ta dễ sợ thôi quý vị. Bởi vậy hả, em bằng mọi giá để em dụ anh tới đây. Chứ làm gì có cái chuyện mà mua một tặng một. Không có mua một tặng một. Làm gì có. Tặng cảm ơn em. Tặng cảm ơn em, anh đi về nha. Giỡn thôi, nhưng mà ngồi đây nói chuyện với em mà lát nữa em mời. Trời ơi, thưa quý vị, dễ sợ thì mua một tặng một, tới đây bây giờ mời luôn. Đúng quá rồi. Đã trời ơi, không phải mua nữa, mời hay luôn. Ngồi chơi. Bây giờ mình nói chuyện hay là mình ăn trước nè? Hồi nãy là anh nghe cái giọng là anh thấy quen quen rồi. Anh nói chuyện cái giọng nè. Quẹo này là không thể nào là nhân viên mà người ta trực được. Tại vì biết sao không? Anh cảm nhận là cái bà này bà lanh lắm. 80 cuộc gọi của trai gọi đặt hàng nha quý vị. Đó, trai gọi đặt hàng kìa. Số này là cái số hotline người ta gọi đến để đặt hàng ăn đó. Tụi em nghe giùm chị nha. Đang lúc ngồi với tôi thôi mà có rất là nhiều người khác đã đặt hàng đến. Lấy menu. Bây giờ lấy menu ra. Wow, gọi menu quá trời đồ ăn luôn quý vị ơi. Nhiều lắm. Mà nha, bán từng món lẻ mà giá cũng ok lắm nha. Chừng khoảng 60k, 65k, 45k nè. Dạ. Rồi cao nhất là có khoảng 85k. Cái 85 cao nhất này là do là nó là combo, tức là nó vừa là phần ăn vừa là nước. Hai cái nó cộng lại nó mới thành giá 85. Hiểu. Đó. Tức là cả ăn và uống luôn. Đúng rồi, mới là 85. Còn bên đây còn có set combo nữa quý vị. Trời ơi, đã quá trời. Đây là những cái set combo khác nữa. Chứ có cả bò teppanyaki nữa. Bò teppanyaki này là teppanyaki là sao? Là teppanyaki mình làm chung với bò á, chỉ có ở đây có thôi. Ok, bây giờ thì cho anh một teppanyaki nha. Teppanyaki. Bò teppanyaki. Rồi. Ok. Rồi, tạm thời ăn nhiêu đó đi. Rồi. Rồi cái gì ngon thì mình tính sao. Anh muốn xuống bếp không? Rồi xuống bếp. Dẫn xuống anh xuống coi cái không gian của bếp tụi em nấu thì sao. Trời ơi, bếp thì là cái nơi nấu nướng nên là cũng không phải lung linh như là cái phần dành cho khách ngồi đâu. Không sao. Rồi bây giờ chúng ta vô nha. Đi nè. Ok. Xin hân hạnh giới thiệu với anh Nguyên Khang, đây bếp nhà Viking. Và đây là bạn Lợi, tuổi trẻ tài cao, tâm hồn, linh hồn của những món ăn nơi đây. Đây là cái nơi mà làm ra những cái món ăn ngon dành cho khách đúng không? Dạ. Này, Nguyên Khang rất là được đặt cách vô trong cái bếp này để khám phá cái không gian. Thật ra thì cái không gian này nó không quá rộng, nhưng mà nó lại đầy đủ rất là nhiều thứ ở trong đây. Thì Khang đã thấy đó một số nguyên liệu bạn ấy đã chuẩn bị sẵn nè, các loại nấm nè, tteokbokki nè, rồi gia vị nè, dầu ăn vân vân. Tại sao nhà hàng của em lại quyết định là bán món theo kiểu Hàn Quốc? Tại vì cái thời điểm đó là đang theo cái trào lưu mì cây sashimi rồi đó. Là những cái món của Hàn Quốc đang rất là hot, đang rất là được giới trẻ ưa chuộng. Thành ra thêm nữa là cái mô hình mà tốt bít tết cốc vậy nè. Thì nó lại là thuộc về cái món bít tết nữa. Từ bên cái gốc bên Hàn Quốc là như vậy. Thì thành ra là tụi em quyết định là Đưa cái mô hình này vô để nó cũng trở thành một cái dạng hiện tượng mới lạ. Như là mì cây sao tin, mì cây chẳng hạn. Nghĩa là nắm bắt cái xu thế cho nó kịp thời đúng không? Dạ đúng. Còn về lâu về dài á, khi mà những cái gì gọi là hiện tượng nó đã trôi qua rồi,
thì bắt đầu là lúc đó mình điều chỉnh thực đơn lại được. Đúng rồi. Đó, cho nên là sau này mới có mấy vụ cơm đó. Chứ hồi đầu là menu không có cái vụ cơm đó. Đúng rồi, tại vì dân mình ăn cái gì cũng phải có cơm. Đúng rồi. Mấy hồi đầu cũng chưa có vụ mì luôn. Bắt đầu dần dần là mình lại truyền thống hóa dần bằng cơm, bằng mì thì kia mình hay bắt đầu bổ sung dần. Ở nhà hàng này có cái món là tteokbokki rất là ngon. Ăn với lại bò. Như nãy là anh kêu đó. Mình sẽ làm món tteokbokki bò sốt vang. Đó, nghe thấy đã chưa? Thật ra đồ ăn á, những cái loại sốt nó rất là quan trọng, bởi vì nó làm cho món ăn thêm đậm đà. Để bây giờ anh nhờ Lợi là chế biến cái món ăn đó cho anh nha. Ở đây là tất cả những món đều do Lợi nấu hết hả? Dạ đúng rồi. Lợi là bếp chính luôn, bếp trưởng. Ừ, hay quá, mời em. Trong cái quá trình nấu á, là em có thể coi như là trao đổi giới thiệu là gồm nguyên liệu như thế nào, cách chế biến làm sao nha. Để cho mọi người có thể biết, ví dụ như vậy nè. Cái những mưa, trời gió, trời mà thèm cái món tteokbokki của ông Lợi quá, giờ không biết sao. Bây giờ order rap lâu quá, hoặc là xe chuyển đến lâu quá, hoặc là kêu có một phần kêu có một phần 5 triệu giao. Thế là quyết định chờ mở video clip quán là thành quen theo một lần nấu, bất chức nấu. Bây giờ em cho anh biết cái món này gồm cái thành phần gì. Phần bò tteokbokki của mình á, thì mình có nhất là bò lục tteokbokki. Cái gia vị của nó có sốt là cái tương ớt của mình, tương cà. Tương ớt, tương cà. Dạ, cái đường. Đường. Ngọt. Bột ngọt. Muối. Muối. Dạ, cái bột ớt của mình đây. Bột gì? Bột ớt à. Bột ớt hả? Bột ớt. Chưa, cái món này cay dữ vậy ha. Dạ, cũng có người không hết ăn cay thì mình không bỏ ớt. Ok, rồi. Bây giờ mời em làm đi. Thường cái món này mình làm mất mấy phút rồi? 4-5 phút rồi. Nhanh vậy? Dạ. Kể cả luôn sốt hả? Rồi, bây giờ thì bắt đầu hành tây vô là nó thơm thơm rồi nè. Bây giờ là cái hành nó đã sôi rồi thì bây giờ mình bỏ cái gì vô tiếp theo? Bỏ bò vào ạ. Mời em. Dùng bò thăn nội. Thăn nội, tại vì cái phần đó là cái thịt nó chắc hơn đúng không? Dạ đúng. Nó dai hơn. Giờ mình cắt ra mình ướp. Mình cắt ra mình ướp này. Cái này mình ướp mình để bao lâu? Mình ướp thì để cho một ngày nó sẽ thấm gia vị. Thấm gia vị đúng không? Giờ là cho thịt bò vô. Đó, wow. Thơm thơm. Lem. Đó, chào đảo là cho anh. Thường cái món này là mình làm ăn với lại nó hơi vừa rồi. Đúng không em? Chứ không có làm chín quá đúng không? Dạ đúng rồi. Bò này phải cho mềm phát thấy ưa ăn được. Thơm quá các bạn. Cái thịt bò á, nó khó chịu lắm. Mình hơi quá, thời gian quá lửa một cái là nó thành câu chuyện khác liền. Nó dai liền. Cho nên cái thịt bò nó phải vừa. Rồi bây giờ làm sốt không Lợi? Dạ đúng rồi. Cái ớt này là mình có gia giảm theo tùy cái khẩu vị cay của người ăn không? Dạ có anh. Được. Nếu mà người không dùng cay được thì mình sẽ báo đúng không? Dạ, đúng. Nhưng mà ví dụ như là đa phần thì em đều lấy một cái lượng như nhau đó, đúng không? Đúng rồi. Bỏ ớt nè, bỏ tương cà. Sau đó là bỏ một chút đường, một ít bột ngọt, muối ha. Xong mà cho miếng nước. Rồi bây giờ cái sốt xong rồi, giờ em làm gì Lợi? Là mình giảm lửa lại. Để hơi riu riu nữa ha. Chứ riu riu nó sôi lên hoài. Trong đó mình bỏ tteokbokki vào. Tteokbokki vô. Cái sốt này chỉ là sốt sốt để cho tteokbokki thôi anh ạ. Cho nó có màu đẹp thôi đúng không? Cái sốt mà đặc trưng sốt riêng á, nó phải là cái sốt của từng cái món bò. Ví dụ như bò mà sốt vang là khác, sốt wasabi là khác, sốt chanh dây là khác. Vậy là mình phải làm thêm một cái loại sốt nữa. Đúng rồi, với mỗi cái loại sốt khác nhau cho từng cái món bò đó thì lại phải điều chỉnh khác nhau, pha chế khác nhau nữa. Miếng tteokbokki bây giờ nó nhìn nó đỏ đỏ, tươi tươi, nhìn đẹp mắt quá. Cái tteokbokki này á Lợi, là ví dụ như ở nhà mà mình ra siêu thị mình mua là nó có luôn đúng không? Dạ có anh. Dạ bây giờ em lấy ra không? Xong rồi trong chưa? Dạ bây giờ là mình đã xong rồi. Mình đảo bao nhiêu phút? Dạ mình đảo trong vòng 1 phút để nó đảo cho cái sốt nó sạch lại đúng không? Dạ đúng rồi. Sao nữa, bây giờ mình lấy đâu? Bây giờ mình lấy bò, mình sẽ cho sốt chính thức của nó vào. Là sốt vang. Dạ đúng rồi. Vang này là đây, như thế đây, nào đây, gọi đây. Là vang nè. Lấy ra anh xem coi. Đây là cái sốt vang đã được chế biến xong. Thơm. Cái sốt vang này có phải là cái sốt vang mình hay ăn ở ngoài Hà Nội không nhỉ? Ở ngoài Hà Nội có phở bò sốt vang này nọ hay là cái vang này là sốt vang rượu vang? Không phải. Không anh. Cái sốt vang này là do công thức của nhà hàng nấu ra. Cái công thức này có tiết lộ cho anh nghe được không? Dạ, làm được. Gì trong đây? Sốt vang này mình có rượu vang. Rượu vang. Rượu vang là phần chính của nó. Dầu hào. Dầu hào. Đường. Đường. Bột ngọt. Bột ngọt. Dạ. Vậy thôi đúng không? Dạ đúng. Em rượu vang thì rượu vang nào cũng được hết hả? Vang đỏ một. Rồi bây giờ mình bỏ bao nhiêu muỗng Dạ một giá là được. Rồi. Là mình phải trộn lên. Cái tùy người có ăn cay hay không thì mình bỏ ớt vô nữa. Rồi như này trộn cho cái thịt bò
sau khi mà chúng ta xào với lại hành tây thì bây giờ mình bỏ cái sốt vang vô trộn đều lên. Và cái sốt vang này làm riêng đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. Là như một ngày như vậy là em làm sốt vang trước. Mình làm trước để phục vụ khách. Phục vụ trước để cho nó nhanh đúng không? Dạ, đúng. Rồi khi nào khách đến thì mình chỉ làm cái thịt bò này lên cho nó nóng với lại với cái sốt tteokbokki thôi đúng không? Dạ đúng. Okay. Sẽ tới cái phần trang trí. Lót lên đúng không? Mình sẽ cho thay tay vào. Không cần cơm. Có không? Có súp lơ luôn. Cho các bò hồi nãy vào. Cái khay như vậy á là đủ cho một người ăn ha. Nhìn dạ, nó tinh tế dễ thương ha. Đủ một phần ăn á anh. Giờ mình bỏ tteokbokki vô. Ở đây tụi em thường bán đến mấy giờ? Giờ mình bán tới 9 giờ tối nè. Cho súp lơ vào. Rồi, như vậy là bưng ra cho khách đúng không? Trang trí một trái cà bi vào. À, cà chua bi lên, cắt đôi ra. Cắt một ít mè nữa. Có mè nữa? Dạ đúng rồi. À, cái phần này khó nhất, con khe sẽ hỗn của chợ. Đấy, rắc rắc mè. Mình cứ rắc là phần tteokbokki. À, đúng rồi. Đấy, rồi xong. Anh chúc mừng Dương là em đã trải qua những biến cố của cuộc đời của mình để em vững vàng. Nhà hàng nó đạt phát triển rất là tốt. Anh xin chúc cho em sẽ mở thêm nhiều cái chi nhánh hơn nữa. Để mỗi một quận mình sẽ phải có một cái tiệm để cái công việc kế sinh nhai của em nó phát triển. Và bên cạnh đó thì em sẽ có một cái bài diễn thật ấn tượng nào đó ghi dấu tên tuổi của em đối với khán giả truyền hình. Em cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều. Và cảm ơn chương trình hôm nay đã đến để cho em được chia sẻ. Đúng không anh? Mặc dù nó không còn nóng lắm nhưng mà cái vị ướp rất là ngon. Quý vị hãy nhớ đến địa chỉ 58 Đặng Văn Bi, 58 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức nha. À, đến đây là quý vị sẽ được ăn đồ ăn ngon mà còn được trò chuyện với cô chủ nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quán Lạ Thành Quen. Và đừng quên chúng ta sẽ đặt cái hẹn cùng với nhau vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Tôi là Nguyên Khang, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.